từ anh chạy đó. À. Anh hôm nay vác một đàn bò các bạn nhé. Hôm qua thì mình test con cả anh này thì đều không các nhá, nó lên rất là ok các bạn nhé. Còn bây giờ thì thêm cái đàn bò vào nó thì không biết là ok không. Và bây giờ thì các bạn cho đón xem các bạn nhé. Các bạn xem được bắt nán này trong một chút nữa để xem con diều này cắm đàn bò này có lên ok các bạn nhé. Ok đấy, lên hơn hai phần rồi, ba phần rồi. Được. Đéo hôm nãy thì rất là thì cứ để đó thôi. Hôm qua. Cho hắn rửa đi. Anh thử cho hắn rửa. Em không? Thắt ống là lôi ngược trở lại. Gió mà hơi yếu gió dưới các bạn nhé, nên là mình đâm xa chút các bạn nhé. Đang triển khai ra dây các bạn. À, bây giờ là chuẩn bị đâm rồi các bạn nhé. Đi đến chỗ cố định rồi, rồi mình nhờ. Sao đằng sau đây? À, bây giờ chuẩn bị vào khánh đâm các bạn nhé. Rồi từ từ đâm con ơi, từ từ anh thắng dây đó, căng rồi đó, từ từ anh chạy đó. Hơi lánh một chút các bạn. Bây giờ nó đớp chó là hơi lánh mà. Đấy, không sáo thì nó lên ok đó các bạn nhé. Nhưng mà có sáo vào cái thì là gặp cái tình trạng gió yếu, với thứ hai nữa là nó bị ghé cánh các bạn nhé. Bây giờ mình chỉnh lại rồi mình đâm tiếp các bạn nhé. Ok, sau khi chỉnh lèo rồi thì mình sẽ đâm tiếp theo các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đâm lên các bạn nhé. Có vẻ ổn hơn các bạn. Có vẻ ổn hơn vào mây luôn các bạn nhé. Gió yếu lắm các bạn ạ. Nó không lên, nó đang tạt vào cái làng bên kia. Gió không lên được các bạn nhé. Rớt rồi các bạn. Quá yếu luôn. Đây các bạn nhé, chiều đã được lấy lên rồi các bạn nhé. Ở dưới ruộng. Cực kỳ là yếu rồi. Hôm nay bá 21 mà. Gió hả? Gió không được như là 12, 11 đó các bạn. Nên là không lên được các bạn nhé. Rồi, dây thu khoảng này. Thôi mình kết thúc video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn xem cho mình xin một like, một đăng ký kênh các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.